Vâng, xin chào tất cả các bạn. Rất vui khi các bạn lại quay trở lại với kênh YouTube của mình nhé. Thì trong cái nội dung video ngày hôm nay, mình xin chia sẻ cho các bạn cái cách khắc phục cái lỗi đó là phiên bản đã hết hạn trên Facebook các bạn nhé. Thì khi các bạn đang sử dụng Facebook, bỗng dưng một ngày đẹp trời các bạn vào Facebook thì nó sẽ hiện lên một cái thông báo như thế này là phiên bản đã hết hạn. Rồi các bạn ấn OK rồi nó sẽ thoát ra khỏi Facebook các bạn nhé. Vậy thì để khắc phục cái tình trạng này thì đầu tiên thì chúng ta phải đi tìm hiểu là cái nguyên nhân tại làm sao mà nó xảy ra cái lỗi nó như thế này các bạn nhé. Thì sau đó khi chúng ta biết nguyên nhân rồi thì chúng ta sẽ có những cái hướng để chúng ta khắc phục các bạn nhé. Thì đầu tiên thì mình xin chia sẻ cho các bạn những cái nguyên nhân mà thường xảy ra cái lỗi đó. Đó là thứ nhất là gì? Là cái này là nó rất ít khi xảy ra đó các bạn. Đó là hàng xóm xa xa vô tình mượn cái Facebook của chúng ta đấy và thay mật khẩu. Thì khi chúng ta đăng nhập lại thì Facebook sẽ báo là phiên bản hết hạn và các bạn thoát ra và Facebook yêu cầu các bạn nhập mật khẩu mới đó. Nhưng cái này là thường là rất ít xảy ra các bạn nhé. Và cái cách khắc phục của cái trường hợp đầu tiên này thì các bạn nên bảo mật cái Facebook của chúng ta làm sao cho nó an toàn các bạn nhé. Các bạn nên ẩn những cái thông tin cá nhân, ví dụ như là số điện thoại hay là địa chỉ Gmail đi đó, và bật sạc lớp xác thực 2 bước lên các bạn nhé, và chọn những người bạn thân quen. Đấy là cái cách chúng ta phòng tránh khi mà chẳng may có vô tình hàng xóm mượn mất cái Facebook của chúng ta các bạn nhé. Và cái trường hợp thứ hai nó có thể xảy ra đó là gì? Khi các bạn đăng nhập cái tài khoản Facebook của các bạn trên 2 thiết bị đó, các bạn lấy Facebook của các bạn đăng nhập trên máy điện thoại này đi chẳng hạn đó, sau đó các bạn thay mật khẩu đấy, thì sau đó khi mà các bạn vào lại cái máy mà các bạn hay dùng thì nó sẽ hiện lên cái thông báo là phiên bản đã hết hạn, yêu cầu bạn nhập mật khẩu mới đó. Thì cái này thì khi mà các bạn thay mật khẩu nhá, ở trên máy khác nhá, các bạn nên ghi mật khẩu vào một cái quyển sách nhỏ nào đó để khi bạn đăng nhập lại cái máy các bạn hay dùng thì các bạn có thể viết cái mật khẩu vào là được các bạn nhá. Đấy là cái trường hợp thứ hai các bạn nhá. Và cái trường hợp thứ ba các bạn, đó là các bạn đăng nhập một cái tài khoản Facebook của các bạn trên rất nhiều các cái thiết bị điện thoại đấy, thì khi đó các bạn là Facebook sẽ nghi ngờ, sẽ thấy cái Facebook của chúng ta là có điều gì đó bất thường thì nó cũng sẽ hiện những cái phần thông báo là phiên bản hết hạn trên cái máy chính của các bạn nhé. Đó, cái cách khắc phục đó là gì? Các bạn hãy vào Facebook và các bạn thoát hết những cái tài khoản Facebook của các bạn trên các cái thiết bị khác lên các bạn nhé, bằng cách các bạn bấm vào Facebook đó, các bạn kéo xuống nhé, các bạn bấm vào cài đặt nhé, rồi các bạn bấm vào mật khẩu và bảo mật. Đây các bạn nhé, đó là nơi bạn đã đăng nhập. Thì các bạn bấm vào xem tất cả đó, các bạn kéo xuống. Đây các bạn, đây là những cái thiết bị mà Facebook của mình hiện tại đang đăng nhập nhá. Nếu các bạn thấy cũng có nhiều thiết bị đăng nhập này thì các bạn bấm vào nút đăng xuất khỏi tất cả các bạn nhá. Đây các bạn bấm vào đây nhá, thì cái lỗi mà hiển thị thông báo là phiên bản hết hạn của bạn chắc chắn sẽ được khắc phục các bạn nhá. Vâng, mình vừa chia sẻ cho các bạn cái cách là khắc phục cái lỗi phiên bản đã hết hạn trên Facebook. Nếu các bạn thấy video của mình hay và hữu ích thì đừng quên kỷ niệm mình một like, một đăng ký kênh nhá. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều nhá. Video của mình cũng xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở clip sau nhá. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.